bé trai quay mặt về hướng con người gọi chị ơi, khiến cả nhà thất kinh. Chị ơi! Mới đây một đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dân tình hoang mang vì chuyện tâm linh không đùa được đâu. Từ những gì camera ghi hình lại cho thấy, lúc này trong nhà có một cậu bé đang đứng chơi và ba người lớn đang dọn dẹp. Trong lúc đang bận bịu bê vác dọn dẹp nên mọi người không ai chơi cùng em. Tuy nhiên một lúc sau đó, bé trai quay mặt về hướng khác, nơi đó không có người và đứng gọi chị ơi, làm ai xem cũng phải rợn tóc gáy. Thậm chí em cứ gọi liên tục vài lần như thế và người lớn đã khẳng định rằng làm gì có ai trong nhà đâu. Chuyện tâm linh là điều khó lý giải, nhưng lại gặp đúng vào tháng cô hồn nữa. Điều đó mới làm nhiều người phải lo âu. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng tháng 7 nhạy cảm nên kiêng cử cho an lòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.